chào mừng quý chị và các bạn này tiếp tục quay trở lại với kênh mua bán tôi cũ của em. Và mới nhất trong ngày hôm nay thì em lại quay cho các bác xem một cái mẫu xe. Và cửa hàng em là liên tục về những cái mẫu xe, nói chung là em dao động bán xe từ 400 triệu quay đầu nhá. Các bác nào có nhu cầu xe tại Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương liên hệ với em Loan qua số điện thoại 0976081699 để được tư vấn cũng như sở hữu rõ hơn về cái mẫu xe này nhá. Và trước mắt các bác đây là một cái mẫu xe rất là sang, nói chung là dòng xe sang một thời. Chiếc xe Mercedes 200 số tự động nhá, được sản xuất năm 2001 với giá rất là rẻ, 145 triệu đồng thôi. Thì các bác có nhu cầu thì liên hệ qua số điện thoại là 0976081699 nhá, để được sở hữu như là tư vấn rõ hơn về mẫu xe này nhá. Và sau đây em sẽ đi vào chi tiết tổng thể ngoại thất nội thất của chiếc xe Mercedes 200 số tự động cho các bác cùng xem nhá. Vâng, trước màn hình nhỏ của chúng ta đây là một cái mẫu xe Mercedes 200 được sản xuất năm 2001 với giá bán là 145 triệu đồng. Với 145 triệu đồng thôi là các bác có thể sử dụng ngay một cái mẫu xe sang rất là an toàn, rất là đủ tiện nghi nhá. Xe được chào bán tại chợ ô tô Kinh Môn Hải Dương, địa chỉ là Hiệp An, Kinh Môn Hải Dương nhá. Và xem xe thì các bác có thể kiểm tra hoặc là đi thử xe thoải mái, liên hệ với em qua số điện thoại 0976081699 để em đang có thể tư vấn cũng như là các bác có thể chốt sớm chiếc xe này giúp em nhé. Một chiếc xe nói chung là rất là bền bỉ theo thời gian, thương hiệu của Đức rồi. Một cái chiếc xe rất là đẹp, mang biển số của Hà Nội nhé, 29A06241. Một cái chiếc xe mang động cơ 2.0 Mercedes thì không tốn xăng lắm đâu các bác ạ. Một chiếc xe nói chung là đời 2.1 rồi và tới thời điểm hiện tại thì cũng gần 20 năm. Nhưng mà một cái chiếc xe rất là đẹp nhá. Không hề có hiện tượng là lỗi thời gì cả. Một chiếc xe được trang bị rất là nhiều tiện nghi, an toàn cho chiếc xe. Túi khí rất là nhiều, phanh ABS cũng như là nhiều những chức năng hiện đại trên chiếc xe này. Nói chung là một cái dòng xe rất bền bỉ theo thời gian. Nhiều bác có thể nói là một chiếc xe quá lâu đời rồi, nhưng mà đổi lại thì nó rất là bền bỉ ở cái dòng xe này nhá. Rất là bền bỉ, không phải là bảo dưỡng hay là thay thế nhiều như là những cái chiếc xe cùng đời bây giờ, như là những chiếc Vios chẳng hạn. Những cái dòng đấy thì nó rất là rẻ, hoặc mà cũng có thể là đồ thay rất là nhiều mà rẻ, nhưng mà đổi lại nó không bền bằng cái chiếc xe này được. Và những cái dòng xe Mercedes này thì trước nó là cùng đời với những cái dòng bây giờ nó là Mondeo đấy ạ, Mondeo hay là Maglot ấy, là những cái dòng xe thường sử dụng cho những người công chức nhà nước trong chính phủ đấy ạ. Và bây giờ thì nó đã sử dụng rất là đại trà, mọi người có thể dùng, tất cả mọi người có thể sử dụng được cái mẫu xe này mà giá rất là rẻ, chỉ bằng một chiếc xe SH thôi chúng ta đã có thể sử dụng ngay một cái mẫu xe đi gia đình rất là phù hợp, rất là che nắng che mưa, hoặc che nắng che mưa nhưng nó vẫn là một cái chiếc xe rất là sang, form giá rất là sang cho thời điểm hiện tại. Và vài năm nữa hay vài nói chung là vài năm nữa hoặc là chục năm nữa chẳng hạn, với cái form dáng này thì xe cũng còn rất là đẹp nhá. Các bác về thì biểu chạy đây không phải làm bất cứ gì đâu ạ, không phải làm gì nhá. Sơn si nói chung là sơn si thì còn nguyên bản, có sơn tỉa thì có chứ không hề có hiện tượng đâm đụng ngập nước nhá. Với cái dòng này mà đâm đụng ngập nước thì không hề chạy được, không thể chạy nhá. Ngập nước thì có thể là các bác chạy vào có thể đang đi đường các bác có thể bị chết máy chẳng hạn, đó là hiện tượng ngập nước. Còn đâm đụng ngập nước em cam kết bác là không có. Và chỉ với giá 145 triệu đồng thôi, em cũng nói luôn qua cái video này, một số bác em không biết là có phải là người ta thường gọi là anh hùng bàn phím ấy, không biết có phải không, nhưng mà quá coi thường những cái dòng xe mà tầm tiền hơn 100 triệu và 200 triệu đổ xuống. Em nghĩ là họ đang đi sử dụng một cái mẫu xe rất là sang đời, rất là mới bây giờ chẳng hạn, mà tự dưng họ đi sang thấy em quay một cái chiếc Matiz hay là Spark mà chỉ có mấy chục hay là 100. Mọi người quá coi thường nên mọi người có thể bình luận những cái bình luận mà không hay, không đáng có. Em khuyên những cái người như thế là nếu mà cảm thấy mình giỏi rồi ấy thì coi như cái video của em các bác không nên xem, hoặc là xem để tham khảo, để biết, không nên bình luận những cái gì nó không phù hợp với cái thị hiếu rất là nhiều những người muốn sử dụng cái mẫu xe mà kinh tế của họ chỉ có vậy. Nhớ anh nhá, nếu các bác đang sử dụng cái chiếc xe đấy thì nhìn những cái chiếc xe ít tiền thì các bác không thể sử dụng rồi. Mà em nghĩ là những cái người mà đã gọi là anh hùng bàn phím ấy, chưa chắc họ sử dụng cái mẫu xe mà thời hiện đại bây giờ ấy, tiền tỷ chẳng hạn, chưa chắc đã phải tiền mồ hôi công sức của họ bỏ ra. Mà những cái người mà chỉ có
70-80 triệu để sở hữu một cái mẫu xe Spark hay Matiz, hoặc là cái mẫu xe này chẳng hạn Mercedes 200, chỉ 145 triệu đồng thôi. Nhưng chính cái số tiền đấy này là cái tiền mồ hôi công sức của họ bỏ ra thì mới là một người đáng trân trọng. Còn những người mà sử dụng đồng tiền của người khác như là của bố của mẹ chẳng hạn, mà em nói chung là đấy, cứ cho là em nói quá lời đi nha, em xin lỗi nhá. Nhưng bác nào nếu quan tâm kênh của em thì hãy đăng ký kênh và nút chuông thông báo và like kênh, chia sẻ giúp em. Còn những người mà không thích ấy có thể bỏ qua và không nên bình luận, không nên bình luận nhé. Và sau đây em sẽ quay lại cái video của cái chiếc xe Mercedes này. Nói chung là tổng thành của chiếc xe này thì khá là đẹp nhé, sơn xi rất là bóng và em đã đánh bóng rồi, các bác về hoàn toàn yên tâm để sử dụng cái mẫu xe này, một cái mẫu xe mà rất là an toàn, rất là nhiều tiện nghi mà chỉ với 145 triệu đồng thôi. Đó. Các bác hoàn toàn yên tâm về sử dụng cái mẫu xe này nhá, không có hiện tượng là đâm đụng ngập nước gì đâu ạ. Các bác yên tâm sử dụng cái mẫu xe này. Và sau đây em sẽ đi vào cái nội thất nhá. Nói chung là cái thân vỏ của chiếc xe này, riêng cái dòng Mẹc ấy, riêng cái dòng Mẹc thì bên em bán rất là nhiều và chuyên dòng Mẹc ở cái tỉnh Hải Dương này. Nên là các bác quan tâm thì cứ qua cửa hàng em xem nhé, Hiệp An Kim Môn Hải Dương, và liên hệ 0976081699. Và sau đây em sẽ đi vào cái phần nội thất của cái chiếc xe Mẹc này nhé, cho các bác cùng xem nhé. Vâng, đây là cái nội thất của cái chiếc xe. Cánh cửa nhé, còn nguyên cánh cửa còn duy nguyên, không hề có hiện tượng là đâm đụng hay là bóp méo cái cánh cửa gì đâu ạ. Đó. Alo. Dạ. Anh vừa lấy cái xe đấy phải không ạ? Vâng, cái này thì công chứng ủy quyền hả anh? Công chứng ủy quyền thì anh chụp mà gửi Zalo cho em nhá, là cái chứng minh, đầu tiên cái chứng minh của anh này. Cái vừa lấy cái giấy mua bán thằng em trai em, nó viết là anh ký tên vào đấy chưa anh? Ký rồi đúng không? Ký rồi. Vâng, ký rồi thì em có mẫu rồi, chụp rồi. Không biết nó chụp hai mặt chưa thì em không biết, nhưng mà anh đây thì em nói đầy đủ nhá, thì anh gửi cho em cái mẫu chữ ký này. Viết ra giấy thì bây giờ có rồi nhá, cái chứng minh có rồi thì anh chụp cho em cái sổ hộ khẩu anh ạ, sổ hộ khẩu ấy. Sổ hộ khẩu nhà mình. Vâng, sổ hộ khẩu chụp cả anh ạ, cả trước cả sau, mặt trước mặt sau ấy. Các trang anh ạ, các trang nhá, chủ yếu là có cả vợ cả chồng ở đấy, con cái ở đấy thôi. Còn đâu những người ví dụ hộ khẩu riêng nhà anh thì chắc chỉ có vậy thôi, chứ còn nếu mà liên quan ông bà thì cứ chụp cả cho em. Vì bây giờ nếu mà anh ủy quyền ra tên anh đúng không? Vâng, thế anh cứ chụp hộ khẩu gia đình anh thôi cho em. Cái này cái chứng minh chụp lại cho em, gửi qua Zalo số này cho em này. Vâng, thế anh nhá. Xe nào ạ? Pensi ạ? Khách vừa mới cọc rồi anh ạ. Vâng, thằng em nó lại chạy đi có việc, thế là vừa khách này chuyển cọc. Thế anh này định lấy con đấy cho ai nữa? Vâng, anh đang đi 7 chỗ rồi. Vâng. Thế anh chụp như thế anh gửi vào Zalo sau này cho em nhé. Dạ vâng ạ. Cái nội thất của cái chiếc xe này đã được chủ xe bọc lại nội thất rồi các bác nhé. Bọc lại nội thất rồi. Còn cái từ đời 2001 thì các bác đừng hỏi em là nội thất có đẹp không, không thể đẹp được. Rách rồi. Nói chung là cái nội thất đời 2001 thì nó dạn, nó rách rồi. Nên là chủ xe đã bọc thêm một cái bộ ghế da mới, thương hiệu của Mercedes. Một bộ ghế da cũng rất là đẹp. Còn lại tất cả chiếc xe nguyên bản. Đây, qua thời gian thì qua cái xốp của cái vô lăng này nó bị mòn. Đấy không quan trọng, quan trọng là cái chất xe và cái chất máy của chiếc xe chạy như nào thôi. Máy móc nói chung là rất là đẹp nhá. Tí em sẽ mở vần khoang máy cho các bác xem. Và đây, ốc bản lề của chiếc xe từ năm 2001 tới giờ còn nguyên zin nhá các bác nhá. Đây, chưa hề có hiện tượng là tháo rỡ máy hay là làm gì cả chiếc xe này. Lỉ thì lỉ nguyên bản đây.
Xe hôm nay trời rất là mưa nhé, em chưa rửa xe nên em quay cho các bác xem luôn đây ạ. Vẫn còn lấm tấm mưa đây ạ. Em quay cho các bác xem luôn nhé, bụi bẩn vẫn còn. Nhưng mà tương đối xe tương đối là sạch sẽ lắm ạ. Trần thì trần nỉ nguyên bản đây, xe chưa dọn rửa mà trần nói chung tương đối sạch rồi. Tương đối sạch sẽ. Và chiếc xe này là một chiếc xe rất là an toàn, rất là nhiều túi khí. Đây, đã lên màn hình nhá. Cam lùi đầy đủ, màn hình cam lùi đầy đủ nhá. Điều hòa rất là mát. Điều hòa nguyên bản luôn. Rất là mát. Chỉ 145 triệu thôi. Nào các bác đã sở hữu một cái mẫu xe sang, một cái mẫu xe sang Mercedes C200 số tự động đời 2002. Thay thế cho một cái chiếc xe xe máy chẳng hạn thì chúng ta có thể đi xe che mưa che nắng thì gia đình thôi. Cái dòng xe chỉ đi gia đình thôi. Quá là hợp lý. Đó. Nó zin từ con ốc các bạn, zin từ con ốc nhá, zin từ con ốc máy luôn. Bản động cơ 2.0 thì nó dao động tầm 8 lít rưỡi cho đến 9 lít hơn trên 100 km đường thôi. Nó không tốn lắm, nhưng đổi lại thì chúng ta sở hữu một cái xe, mẫu xe rất là an toàn và tiện nghi. La răng 5 chấu nhá. To bản rất là khỏe khoắn. Một cái dòng xe form dáng nói chung là rất là đẹp, rất là hiện đại. Mercedes C200 xuất 2001, giá bán 145 triệu thôi. Trên xe tại Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương. Một cái mẫu xe mẹc mà nói chung là rất là đắt khách. Bên em bán cái dòng mẹc rất là nhiều. Và nếu các bác theo dõi cái Zalo hoặc Facebook của em ấy thì em bán cái dòng mẹc này rất là nhiều nhá. Ở cái tỉnh Hải Dương này duy nhất ở dưới Kinh Môn em là chuyên dòng mẹc. Và vận chuyển ở khu vực miền Nam rất là nhiều nên các bác hoàn toàn yên tâm nhá. Và xe như nào em tả luôn. Và xe xước sát thì em đã làm lại rồi các bạn. Xước sát thân vỏ thì em đã làm lại tỉa, sơn tỉa rồi. Chứ không hề có hiện tượng là sơn phủ nhá, sơn tỉa thôi. Một cái mẫu xe mà rất là nhiều người muốn sở hữu cái mẫu xe này. Rất là nhiều người muốn sử dụng nhá. Người ta cứ, nhiều người cứ băn khoăn là cái dòng xe này nó đồ thay rất là đắt. Nhưng mà các bác không biết là đồ thay đắt nhưng đổi lại rất là bền. Không phải là thay, không phải là bảo dưỡng hay là thay đồ định kỳ mà đắt. Những cái đồ mà rẻ như vai ớt ấy thì các bác thay đồ thường xuyên thì cộng lại chắc phải bằng con mẹc này. Vậy bây giờ em sẽ mở phần khoang máy cho các bác cùng xem nhé. Vừa rồi em Loan đã quay cho các bác xem cái mẫu xe mẹc C200 số tự động bản 2.0 sản xuất năm 2002 với giá bán là 145 triệu đồng thôi. Xin xe tại Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương liên hệ 0976081699, 0334895555 và kết nối Zalo số 0334895555 cho em nhé. Để em tư vấn rõ hơn về cái mẫu xe này, cũng như bác nào muốn chốt chiếc xe này thì trực tiếp liên hệ với em qua số điện thoại nhé. Em sẽ không trả lời tin nhắn đâu ạ. Vâng, bác nào đang quan tâm và đã quan tâm cũng đăng ký kênh giúp em để tiện theo dõi những cái mẫu xe mới nhất cập nhật thường xuyên trong ngày nhé. Các bác nhớ bật nút chuông thông báo bên cạnh để theo dõi những cái mẫu xe em cập nhật thường xuyên trong ngày để các bác có thể ưng ý chiếc xe nào thì có thể biết để chốt. Em xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video của em trong suốt thời gian qua và cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi cái video của cái chiếc xe Mercedes C200 này. Và hẹn gặp lại quý vị các bạn qua những video tiếp theo.